Chào mừng các bạn đến với kênh Cửu Thiên Vũ Đế Review. Các bạn thấy hay thì like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cô Thanh Thanh cười lạnh nói, ta sẽ không thua. Khúc Hồng Nhan nói, đại nhân, ngươi đang chơi sỏ lá sao? Tất cả mọi người nhìn qua ngươi đấy, ván cược này ngươi không tiếp nổi, lại muốn tiếp nó, rõ ràng cho thấy đã chuẩn bị làm xấu rồi. Cô Thanh Thanh mở hai tay ra, nói, xem ra các ngươi cũng có chuẩn bị nói đi, muốn ta lấy cái gì ra làm tiền đặt cược? Các ngươi không phải là muốn ta làm nữ nhân của Lý Vân Tiêu đấy chứ? Ha ha! Người chung quanh cười vang, rú, Đinh Linh Nhi đôi má đỏ bừng, giận dữ nói. Nếu ngươi thua, vậy cả đời phải nghe lời ta. Tuy tiếng cười dừng lại, bởi vì tiền đặt cược quá lớn. Cố Thanh Thanh cũng là lạnh lùng nhìn qua nàng, mỉa mai nói. Chỉ là một thương hội, muốn nó đổi cả đời ta. Đinh Linh Nhi cười lạnh nói ngươi không phải nói sẽ không thua sao? Cô Thanh Thanh nói, sẽ không thua không có nghĩa là ngươi có thể chiếm tiện nghi của ta. Đinh Linh Nhi gấp đỏ mặt, cắn răng nói, nếu ta thua, không chỉ có thương hội là của ngươi, ta cũng nghe lệnh ngươi cả đời. Linh Nhi, khúc hồng nhan vội vàng kêu lên. Đinh Linh Nhi dường như quyết tâm, nhìn chằm chằm vào cố Thanh Thanh nói, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Cố Thanh Thanh khẽ cười nói, cả đời ngươi không đáng giá như vậy đinh linh nhi tức giận nói vậy ngươi muốn đánh bạc hay không cô thanh thanh nói cả đời ngươi trong mắt ta không đáng tiền nhưng trong mắt lý vân tiêu là bảo bối đấy giá trị này rất lớn nàng duỗi ngón trỏ ra nói một năm cả đời ngươi và thương hội đổi một năm của ta nguyện đánh bạc thì đặt cược đi tốt một năm thì một năm đinh linh nhi cắn răng lúc này đáp ứng Khúc Hồng Nhan khẩn trương nói: "Linh Nhi, ngươi quá hồ đồ, sao có thể chơi điên như vậy?" Đinh Linh Nhi nhìn qua nàng, nói: "Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết phải có lòng tin vào Vân Tiêu đại ca, vì sao chính ngươi không có tự tin rồi?" "Cái này?" Khúc Hồng Nhan sững sờ, lập tức tỉnh táo lại, gật đầu nói: "Ngươi nói đúng, chúng ta thắng chắc, có gì mà không dám." Đinh Linh Nhi thầm nghĩ: trong mấy hồng nhan chi kỷ của vân tiêu đại ca thì mình là người vô dụng nhất mặc dù là thua cũng không ảnh hưởng đại cục thiên võ minh nếu thắng thì có thể thắng một năm sai xử cố thanh thanh tuy cố thanh thanh tiêu sái không bị trói buộc thậm chí có chút tùy hứng hồ đồ nhưng thực lực rõ như ban ngày dùng mình làm tiền đặt cược đổi một năm sai xử nàng xem như có giá trị ít nhất có thể giúp vân tiêu đại ca chút sức suy nghĩ của nàng đơn giản và đơn thuần như thế tốt mua rồi rời tay Cố Thanh Thanh vỗ chiếu bạc, khí kình chấn tay đinh linh nhi ra, lạnh lùng nhìn hai người, cười nói: Vốn chỉ cảm thấy nhàm chán, tăng thêm niềm vui thú, hiện tại xem ra càng thú vị rồi đấy. Ánh mắt của nàng nhìn qua Khúc Hồng Nhan, cười nói: Ngươi muốn chơi đùa chút hay không, đánh bạc 10 năm 8 năm. Khúc Hồng Nhan ngạo nghễ nói: Ta chính là cung chủ Thần Tiêu cung, mà ngươi chỉ là trưởng lão Thần Tiêu cung. Luận thực lực ta không dưới ngươi, luận địa vị ta còn trên ngươi. Mười năm 8 năm của ta, ngươi muốn dùng mấy trăm năm đánh bạc đây. Nàng vô cùng kiêu ngạo, lạnh lẽo nhìn, cố thanh thanh, đối trọi gay gắt. Hai người đều là tuyệt đại gia nhân, khuyên đảo thế nhân, rằng co với nhau tạo ra khí chàng làm cho người chung quanh yên lặng. Khanh khách. Đột nhiên cố thanh thanh cười run rẩy cả người, nói. Quả nhiên rất giống bổn cô nương, khi thế cung chủ thần tiêu cung cũng có thể truyền thừa sao. Khúc hồng nhan lạnh lùng nói. Nhận được khích lệ, xấu hổ không dám nhận hoàn toàn không cảm thấy bổn vương nguyện đánh bạc với ngươi đột nhiên có tiếng nói trầm thấp vang lên chỉ cảm thấy có cơn gió thổi qua trước chiếu bạc có một nam tử xuất hiện lẳng lặng nói ra bổn vương cầm thời gian cả đời đánh bạc cả đời của ngươi ta áp lý vân tiêu thắng lam nham chủ người chung quanh kinh hô đều hít một khí lạnh lập tức kêu to cái gì hắn chính là một trong tứ vương lam nham chủ trong đám người càng bạo động, dốc sức liều mạng lách vào, muốn xem rõ truyền kỳ trước mặt. Từ khi ma chiến bắt đầu, các cường giả trong vĩnh sinh chi giới từ từ cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Truyền kỳ nhất chính là đảo chủ Diệp Kinh Vũ và Tứ Vương. Cô Thanh Thanh biến sắc, nói. Ngươi nghiêm túc. Lam Nham chủ gật gật đầu, nói. Tự nhiên là nghiêm túc. Ngươi rất không tồi, bổn vương ưa thích, vẫn muốn nạp ngươi làm phi, đáng tiếc ngươi không cho cơ hội chỉ có thể mượn nhờ ván cược này. Cố Thanh Thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi thua, nghe theo ta, mệnh lệnh đầu tiên là ta sẽ bảo ngươi cởi chuồng thủ dâm trước mặt mọi người. Oẹ, chung quanh sợ hãi, cảm thấy buồn nôn muốn ói. Cố Thanh Thanh là nữ tử xuất trần hiếm thấy, hình tượng của nàng trong lòng mọi người giảm xuống đáy cốc. Sắc mặt lam nham chủ tái nhợt, trên người có mấy luồng khí xoáy bay lên, hắn đã tức giận, lạnh giọng nói. Tốt, nếu bổn vương thắng, mệnh lệnh đầu tiên là sủng hạnh ngươi trước mặt mọi người cố thanh thanh vừa thẹn vừa giận mắng lưu manh đáng chết xéo đi lam nham chủ cười lạnh nói như thế nào không dám đánh bạc cố thanh thanh tỉnh táo lại theo nàng biết ngả thắng chắc rồi lý vân tiêu tuyệt đối không có đạo lý chuyển bại thành thắng ngay cả phụ thân lý vân tiêu là lý trường phong cũng vụng trộm đặt ngả thắng trừ mấy hồng nhan của lý vân tiêu và đám người linh mục địch ra căn bản không có người xem trọng lý vân tiêu sau khi suy nghĩ xong, nàng ổn quyết tâm thần, nhanh chóng tính toán. Lam Nham chủ chính là cường giả tạo hóa cảnh, nếu như có thể thu làm nô tài, không chỉ là trợ lực thật lớn, hơn nữa mang ra ngoài cũng rất uy phong. Có cường giả tạo hóa cảnh làm nô là bộc, sợ rằng từ xưa tới nay không có mấy người làm được. Nhưng vạn nhất mình thua. Nàng vừa nghĩ tới hậu quả khi thua, liền không nhịn được dùng mình, nếu tên này sủng hạnh mình trước mặt mọi người, nàng cảm thấy mình nên tự sát phấn thân toái cốt miễn bị hắn trả đạp thân thể đinh linh nhi nói trước lúc trước đánh cược một năm với nàng ngươi muốn đánh bạc cũng chỉ có thể đánh bạc một năm lam nham chủ gật đầu nói không có vấn đề ta cho ngươi chiếm tiện nghi ta dùng cả đời đánh bạc một năm của ngươi đôi mắt cố thanh thanh đảo một vòng cười đùa nói nếu như ta thua cũng chỉ thua một năm sai xử đinh linh nhi nếu đinh linh nhi bảo ta gả cho lý vân tiêu vậy ngươi thất bại rồi ha 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 Đinh Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nói. Yên tâm đi, ngươi không cần nằm mộng, nếu như ngươi thua, trước khi một năm chấm dứt, ta tùy tiện tìm lão đầu gà ngươi đi là được rồi. Ngươi, cố thanh thanh chán nản, nổi giận nói. Nói giống như ta sẽ thua vậy. Thua là các ngươi, hai người các ngươi chờ làm nô tỳ đi. Lam Nham chủ lạnh nhạt nói. Vậy ngươi đồng ý, đến tầng thứ chúng ta, khế ước bình thường không cách nào ước thúc đâu. Toàn thân cố thanh thanh run lên, có phần sợ hãi, tuy nàng tự nhận phần thắng thật lớn nhưng nghĩ đến khả năng vạn nhất liền không nhịn được rơi vào hầm băng sắc mặt tái nhợt đinh linh nhi nâng tay lên thề chém đinh chặt sắt không chút do dự lan nham chủ cũng phát thệ trước mặt mọi người cố thanh thanh bị buộc bất đắc dĩ đã đâm lao phải theo lao chỉ có thể thề lời thề vừa ra nàng cảm thấy thân thể không giống giống như tiêu hết tất cả khí lực vô cùng mệt mỏi ba người đã đặt cược trên bầu trời xuất hiện mây đen trong mơ hồ có lôi điện màu tím lập lòe, tiếp tục một lát mới dần dần tiêu tán. Mọi người đều động dung, cả kinh nói. Lời thề này dẫn động thiên tượng. Có trò hay xem rồi, dẫn động thiên văn chỉ nghe qua trong truyền thuyết mà thôi. Đinh Linh Nhi ba người đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn qua mây đen tiêu tán, không biết thiên đạo có ý gì. Cô Thanh Thanh bắt đầu có chút lo lắng, Lý Vân Tiêu là chủ nhân giới thần bi, chiếm hết số mệnh thiên đạo, mặc dù nàng có lòng tin với ngả, nhưng mà so với thiên đạo thì ngả không tính là gì. Không chỉ tâm tình của nàng bị ảnh hưởng, người đánh bạc chung quanh cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu không có tự tin vào đánh bạc của mình. Lục Tục có người thử áp lý Vân Tiêu thắng, sắc mặt Cố Thanh Thanh càng ngày càng khó coi. Ha ha, thiên đạo chi thể, có ý tứ, ta rất muốn đánh bạc lớn một lần đấy. Lúc này có một đạo hào quang xuất hiện, lập tức bay tới, đó là Lý Mang Sơn, hắn vút sâu cười nói. Đáng tiếc a, à, như vậy một đại mỹ nhân bị lam nham chủ đánh bạc rồi ta còn đánh bạc gì chứ đột nhiên đồng tử lam nham chủ nháy vài cái hắn nhìn qua người vừa nói cười nói tốt rất nhanh mới mấy tháng mà ngươi đã đạt tới tạo hóa cảnh ha ha lý mang sơn cười nói vận khí vận khí trên mặt đắc ý không chút che giấu ngươi có thể đánh cược với ta trên bầu trời có hào quang màu đỏ lóe lên cả vùng đất như bị máu nhuộm Bóng dáng này ngưng tụ lại, người đến là Mạch. Lý Mang Sơn chấn động, giật mình nói: "Tạo hóa cảnh." Mạch mặt không biểu tình nói ra: "Vận khí, vận khí." Lý Mang Sơn cảm thấy gương mặt run lên, có phần buồn bực hừ một tiếng. Người yêu tộc đều vừa mừng vừa sợ, dường như rất vui và sợ Mạch, yêu tộc khó có được xuất hiện tồn tại cường đại, cũng nhịn không được kích động vạn phần. Có chút yêu tộc càng là bộ hạ cũ của Mạch lúc trước, tất cả đều hoan hô kêu to yêu hoàng đại nhân mạch nhìn lý mang sơn nói ta áp ngả tiên sinh thắng tiền đặt cược là cảm ngộ trùng kích tạo hóa cảnh cái gì không ít người biến sắc kể cả cố thanh thanh và khúc hồng nhan đều ngạc nhiên ngay cả lam nham chủ cùng lý mang sơn cũng động tâm mỗi người cảm ngộ thiên đạo khác nhau mà cảm ngộ lúc đột phá cảnh giới càng chân quý huống chi là tạo hóa cảnh tốt lão phu đánh bạc lý mang sơn nói nếu ngươi chọn ngả, vậy lão phu cũng chỉ có thể chọn Lý Vân Tiêu. Hắc hắc, nói thật, ta cũng không có tin tưởng vào tiểu tử kia đâu. Cảm ngộ tạo hóa cảnh sao, ta cũng tới một phần, áp Lý Vân Tiêu thắng. Lúc này có một khí thế lăng lệ tới cực điểm bay đến, sang loáng đâm người hai mắt, tại chiếu bạc trước thoáng một phát hóa xuất thân ảnh. Chi, lại là một tạo hóa cảnh. Cô Thanh Thanh kinh hô. Người trước mắt chính là Hạo Phong, Cô Thanh Thanh đã hoàn toàn không thể cảm giác được tu vị của hắn, chỉ phát hiện hoàn toàn không kém gì Lý Mang Sơn. Mười vạn năm không xuất hiện, giờ phút này trên đại hắc nữu tụ tập bốn người, tuy khí tức của mỗi người đều thu liễm lại, nhưng đây đều là tồn tại cường đại, tự nhiên có khí chất thượng vị giả khiến người ta quỳ bái. Ha ha, chúc mừng ba vị, có bốn vị đại nhân tọa chấn thiên võ giới, ma chiến không lo. Một tiếng nói to vang lên, một nam tử lăng không đáp xuống. Khúc Hồng Nhan ngạc nhiên nói. Ngươi là. Nam tử trước mặt có bộ dáng lạ lẫm, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Nàng rất thông minh, từ lời nói và khí chất lập tức hiểu được, vui vẻ nói. Chúc mừng mục địch đại nhân, đoạt xá thành công. Nam tử này chính là linh mục địch, đoạt xá thân thể phong yếu ly, từ khi chân thân họa đấu ngưng hóa thành hình người, biến thánh thành hình dáng của 10 vạn năm trước. Linh mục địch mỉm cười nói. Không thể ngờ ta còn có ngày khôi phục dung nhan, ông tròi thật sự không tệ với ta khúc hồng nhan cười nói đại nhân lòng mang thiên hạ đại công vô tư đều có thiện quả lý mang sơn ánh mắt lộ ra dị sắc dò xét hắn một phen cả kinh nói vậy mà đoạt xá triệt để như thế thật sự hiếm thấy thực lực của đại nhân đã đạt tới hư cực đỉnh phong linh mục địch cười nói cơ duyên xảo hợp hồn phách lạc ấn của phong yếu ly trên chân thân họa đấu đã bị xóa đi Bản thân Phong Yếu Ly chỉ là ký sinh từ ngoài vào, linh mục địch muốn xóa đi lạc ấn linh hồn của hắn cũng dễ dàng hơn nhiều. Phong Yếu Ly nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn giày vò 10 vạn năm, cuối cùng lại làm mai mối cho linh mục địch. Mặc dù là cường giả đứng trên đỉnh của thế giới, nhưng hắn chỉ là tảng đá trong dòng sông vận mệnh, cũng phải chảy xuôi theo dòng sông. Lý Mang Sơn nói, đoạt xá thân thể rất khó có thể tinh tiến cảnh giới, cũng bởi vì linh hồn lạc ấn rất khó lau đi sạch sẽ, đại nhân có thân thể này sợ rằng khó có cơ hội trùng kích tạo hóa cảnh linh mục địch không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói tất cả đều phải xem cơ duyên mấy người liếc nhau đều gật đầu ai cũng hiểu tới trình độ của bọn họ tầm quan trọng của cơ duyên còn vượt qua tất cả cố gắng nhưng không có cố gắng sẽ không có cơ duyên trên con đường này chỉ có siêng năng và dũng cảm tiến tới về phần đi được tới bước nào đều phải xem cơ duyên ta cũng muốn đặt cược đánh bạc phân tiêu đại ca thắng một tiếng nói như chuông bạc vang lên, chính là Thủy Tiên, tại trước mắt bao người trực tiếp đi đến chiếu bạc trước. Nhưng lại ngại Lý Mang Sơn chặn đường, quát. Tránh ra. Lập tức đẩy hắn đi. Đầu mọi người đổ mồ hôi, lạnh cả người. Cường giả tạo hóa cảnh không thể mạo phạm, Lý Mang Sơn kinh ngạc đứng ở đó, tức giận cũng không phải, không tức giận cũng không phải. Thủy Tiên vươn tay ra, một đóa hoa sen màu vàng xuất hiện trong tay, vỗ lên mặt bàn, hóa thành một đóa kim liên, nói: "Ta đặt cược pháp hoa liên thai, đánh cược Vân Tiêu đại ca thắng." Cố Thanh Thanh hít khí lạnh, người chung quanh xôn xao. "Đây chính là thánh khí đấy, trời ạ, à, cầm thánh khí đặt cược." Cô nàng này ngốc sao? Thứ này cũng dám đem ra đánh cược, người lớn của nàng cũng mặc kệ sao? "Ha ha, càng ngày càng thú vị." Bốn vương cả đời này chưa bao giờ thấy có ai đánh cược thánh khí đám người linh mục địch và bốn cường giả tạo hóa cảnh không ai không hoảng sợ trong mắt bắn ra tia sáng nhìn thẳng vào pháp hoa liên thai ọt ọt cô thanh thanh nuốt nước miếng nói tốt ta tiếp dù sao nợ nhiều không lo nàng đã cực cả đời vào cũng không quan tâm cược lớn hơn nữa cho dù là chết cũng là chết phấn thân toái cốt đối phương muốn đánh roi cũng không được nếu như thắng nghĩ đến rất nhiều tiền đặt cược hai mắt cố thanh thanh tỏa sáng thậm chí kích động run rẩy đám người linh mục địch lạnh lùng nhìn qua nàng. Khúc Hồng Nhan cười lạnh nói, xem ra cố thanh thanh đại nhân đã có ý định lấy cái chết tạ tội, như thế cũng tốt, miễn làm hại uy danh của thần tiêu cung. Ai chết còn không biết đấy, ta thấy tỷ lệ thắng của Lý Vân Tiêu gần như bằng không. Cố Thanh Thanh trả lời một cách mỉa mai, hận không thể hiện tại bay đi, trực tiếp tìm được Lý Vân Tiêu sau đó đánh hắn trọng thương, như vậy chính mình thắng chắc rồi. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời có tiếng nổ như sấm sét vang lên tầng mây hai bên đường nứt ra, một tia sáng từ trên trời giáng xuống. Lý Vân Tiêu đến. Không biết ai kêu lên đầu tiên, tâm thần tất cả mọi người chấn động, vội vàng nhìn theo, người trên đại hắc nữ đều nhìn qua hào quang này. Linh Mục Địch nói. Linh Nhi, đã chuẩn bị đài tỉ thí xong chưa? Đinh Linh Nhi trả lời. Thiên chiếu tử đại nhân, lần tỉ thí này kinh thiên động địa, đài tỉ thí bình thường không thể làm được gì, bọn họ dùng thiên địa làm lò luyện, không bị không gian hạn chế. Linh Mục Địch gật đầu nói. Như thế rất tốt, là ta nghĩ nhiều. Đinh Linh Nhi nhìn lên không chung, lúc này lẩm bẩm. Đã cực cả đời, ta còn có gì phải sợ. Lúc này thân ảnh Lý Vân Tiêu đứng trên không chung. Cô Thanh Thanh cười lạnh nói. Mỗi lần xuất hiện đều phải làm kinh thiên động địa, hào quang tỏa sáng, dường như sợ người ta không biết hắn đi ra vậy. Đôi mắt Thủy Tiên tỏa sáng, nhìn Lý Vân Tiêu không chớp mắt, khẽ nói. Ngươi biết cái gì, như vậy mới đẹp trai. Đẹp trai, ánh sáng sau lưng là đẹp trai sao? Cô Thanh Thanh khinh thường hừ lạnh nói. Chỉ có những người không có tự tin vào mình mới dùng loại phương pháp khoa trương này biểu hiện chính mình. Lan Nham Chủ cũng không coi được hành động của Lý Vân Tiêu, cau mày nói. Lần xuất hiện này chỉ sợ phí không ít thần dịch lực nha. Thi đấu trước mắt, tuy làm thế có phong cách, nhưng thật sự không khôn ngoan, chẳng lẽ hắn đã tính trước. Chống lại ngả tiên sinh, ai dám nói mình đã tính trước. Mạch cười lạnh nói. Đại khai hắn biết rõ bản thân mình thua chắc rồi, vò đã mẻ lại sứt, đùa nghịch uy phong, tránh thu quá khó nhìn. Hắn cũng giống như cố thanh thanh, đều được ngả trợ giúp, cho nên rất biết ơn, hơn nữa bản thân Mạch là yêu tộc, càng có hảo cảm rất lớn với ngả. Giờ phút này, võ giả chung quanh đại hắc nữ không dưới mấy vạn người, phân bố khắp bầu trời, cộng đồng chứng kiến trận đấu lịch sử này. Năm đó trận chiến của hai người trên Hóa Thần Hải không có bao nhiêu người quan sát, nhưng thế nhân truyền miệng đã sớm lưu truyền khắp hậu thế. Lúc này Lý Vân Tiêu dùng phương pháp cắt đôi bầu trời đi xuống, lập tức hét to lên. "Lý Vân Tiêu! Cổ Phi Dương! Vân Minh Chủ!" Tiếng hô của võ giả vang vọng bầu trời, tiếng hô càng ngày càng cao, càng ngày càng chấn động tinh thần. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn mặc bộ áo trắng đáp xuống một tháp trận, đứng chắp tay, nhắm mắt điều tức lẳng lặng chờ ngà tới. Tiếng hô càng ngày càng tăng cao, khí lãng và nguyên lực chấn động thiên địa, thổ tóc dài của Lý Vân Tiêu phất phơ. Mặc dù thiên địa động, tâm tình Lý Vân Tiêu rất bình tĩnh. Đột nhiên Cố Thanh Thanh quát to một tiếng, nói: "Hô cái gì mà hô, đừng quên các ngươi đặt ai thắng." Tiếng nói này cực kỳ có lực xuyên thấu, giống như chậu nước lạnh đổ lên đầu mọi người. Lập tức chung quanh đại hắc nữ tẻ ngắt, tất cả mọi người ngậm miệng lại, sau đó bắt đầu trở nên ẩm ý, thậm chí còn có tiếng cãi lộn. Cô Thanh Thanh đắc ý cười nói. Ha ha, xem ra mọi người cũng không ngốc nha, vẫn biết rõ lập trường của mình. Dù sao người đặt ngả thắng chiếm đa số, trong lúc nhất thời đám người đứng ngoài đã nhỏ giọng hơn rất nhiều, các tiếng giễu cợt cùng trào phúng, thậm chí còn có người tranh chấp với người đặt cược Lý Vân Tiêu thắng. Ha ha, đã lâu không có việc náo nhiệt như thế, mọi người kích động cũng không sao. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói, tỷ thí thắng bại còn chưa biết, cứ chờ xem đi." Đoan Mộc Thường nói. "Ta vừa mới thử suy tính, hoàn toàn không có đầu mối, thiên đạo khó dò, kết quả tỷ thí đã gần thiên đạo rồi." "Đó là tự nhiên." Đoan Mộc Hữu Ngọc nghiêm túc nói. "Hai người lĩnh ngộ thuật đạo mạnh nhất đương thời, tùy ý phỏng đoán sẽ bị trời phạt, đừng có làm ẩu." Đoan Mộc Thường le lưỡi, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Về phần mấy người đứng bên cạnh như Thanh Phàm cùng Đằng Quang đều im lặng không nói. Từ khi đàng quang mất đi thần đạo quả, thực lực giảm xuống lợi hại, đang tu dưỡng. Hơn nữa triệt để buông tha truy cầu thần đạo, một lòng yên lặng tìm hiểu trận pháp, ngược lại thành tựu trận đạo cao hơn một tầng, dưới cơ duyên xảo hợp, cuối cùng đã dùng trận nhập đạo. Tăng thêm các loại tài nguyên của thành Viêm Vũ, không lâu trước đã bước vào quy chân thần cảnh. Tuy đạt tới thần cảnh, nhưng tâm tình truy cầu thần đạo đã nhạt, chỉ may mắn nhiều hơn mấy trăm năm thọ nguyên, có thể tiếp tục nghiên cứu trận đạo. Đoan Mộc Thương nghi ngờ nói. Vì sao ngả còn chưa tới, chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị tốt? Nói như vậy Lý Vân Tiêu thắng chắc rồi. Chắc Thanh Phạm khẽ cười nói. Làm sao có thể? Ngả tiên sinh đã tới, nhưng mà vừa rồi ồn ào nên không có người chú ý tới thôi. Hắn dùng tay chỉ xuống. Không phải đang ở đó sao? Đoan Mộc Thương giật mình, nhìn theo ngón tay, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh ngả trong đám người. Tuy hắn đứng ở gần trước nhưng vẫn bị mọi người xem nhẹ không khỏi sững sờ nói khó trách ngả quá vô danh chắc thanh phàm gật đầu nói ngả tiên sinh là người ít xuất hiện hơn nữa ngả tiên sinh không truy cầu hiệu quả khi xuất hiện tiêu hao thần dịch sẽ ảnh hưởng tỷ thí lý vân tiêu lại không biết đoan mộc thương nói thì ra là thế loại chuyện này cũng nằm trong tính toán của lý vân tiêu sao chắc thanh phàm khẽ lắc đầu hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình tất nhiên phải đằng quang cười cười nói theo ta hiểu về Cổ Phi Dương, người này tâm tư kín đáo đáng sợ, mỗi bước đều có tính toán. Chỉ tiếc Ngả cũng không ăn tính toán này, cũng không truy cầu hiệu ứng xuất hiện. Ngả là người rất thực tế. Ngả tiên sinh, là Ngả tiên sinh. Rốt cục còn có những người khác phát hiện ra Ngả tồn tại, lập tức kinh hô lên, tiếng vỗ tay nhiệt tình vang vọng không nhỏ. Ngả lúc này xuất hiện trong mắt mọi người, hắn vui vẻ đứng trên trận tháp đối diện Lý Vân Tiêu. Ngả chất phác tự nhiên, thần thái ít xuất hiện hoàn toàn đối lập rõ ràng với khí thế của Lý Vân Tiêu, hai người đều nhìn nhau. Người trước trầm ổn như núi, người sau sáng trói như ngọc. Lý Vân Tiêu cười nói, quả nhiên ngả tiên sinh ít xuất hiện, nếu không có người phát hiện tiên sinh, ta còn tưởng rằng là người bán cá tôm ven đường đấy. Ngả mỉm cười, nói, Vân Thiếu xem ta là người bán cá tôm ven đường là được rồi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, không nói nhảm, bắt đầu đi. Ngả vươn tay ra, làm tư thế mời. Lý Vân Tiêu phất tay áo nhìn thẳng vào Ngả. Kết quả hôm nay không hạn chế, ai luyện chế ra huyền khí đẳng cấp cao, người đó chiến thắng, có thể. Ngả gật đầu nói. Tự nhiên như thế, chỉ cần Vân thiếu nói quy tắc không có bịp ta là được. Ách. Lý Vân Tiêu đỏ mặt lên, nhớ tới năm đó mình lừa gạt người ta, nội tâm chột dạ, tức giận nói. Nói bậy, vì sao ta lại bịp ngươi? Ta chính là minh chủ Thiên Võ Minh ánh mắt người trong thiên hạ đang nhìn ta đấy ngả nhẹ nhàng cười cười như thế tốt lắm lý vân tiêu tức giận nói vậy thì bắt đầu đi hắn nhìn ra xa hô kính xin mục địch đại nhân duy trì trật tự hơn nữa do mọi người nơi đây làm trọng tài tốt linh mục địch lúc này quát tất cả mọi người lui về phía sau dùng tỷ thí làm trung tâm phạm vi ngàn trượng không được có người tới gần ra lệnh một tiếng rất nhiều võ giả bay đi không ngừng lui ra phía sau. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, nói với ngả. Xin mời. Ngả gật đầu, ánh mắt bình thản, thân thái trầm tĩnh, dường như thế giới trước mắt biến mất, chỉ còn lại mình hắn mà thôi. Nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, ánh mắt ngưng trọng hiếm có. Ngả có thành tựu cao hơn hắn trên thuật đạo, có ngày hôm nay toàn bộ bằng vào bản thân mình lĩnh ngộ. Mà chính mình bằng vào các loại cơ duyên mới có thể đi tới hôm nay. Nhưng qua mấy hô hấp, Lý Vân Tiêu cũng đã cảm nhận được chung quanh ngả yên lặng, cảm giác được điểm này, hắn cảm thấy thiên địa cũng yên tĩnh theo. Không tốt. Nội tâm Lý Vân Tiêu dùng mình, hắn khôi phục thần thái từ khí tràng của ngả, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Thiên phú thật lợi hại, chỉ đứng ở nơi đó đã có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc vận hành, ngay cả Lý Vân Tiêu suýt bị ảnh hưởng. Ngoài ngàn trượng, hai mắt thiên chiếu tử bắn ra tia sáng, sợ hãi than thở một câu. Vẻ mặt viên cao hàn ngương trọng, Nhìn qua hai người trước mặt, nói Tuy ta chán ghét Lý Vân Tiêu Nhưng thân là nhân tộc ta hy vọng hắn thắng Nhưng mà Nhưng mà không nhìn thấy hy vọng chiến thắng Từ Lý Vân Tiêu đúng không Thiên chiếu tử nhìn hắn Viên Cao Hàn gật gật đầu, nói Không thể nói không hề hy vọng Chỉ là hy vọng xa vời Ngả, Lý Vân Tiêu Sư Tôn và ta đều là thập giai thần thuật Nhưng mà mỗi người khác biệt quá rõ ràng Lý Vân Tiêu là người có đại cơ duyên trực tiếp đạt được truyền thư của diễn thần đại nhân, nếu không chỉ phá tan ngăn cách thập giai thuật đạo cũng khó khăn. Ta là người cần cù được ông trời đền bù, cả đời chìm đắm trong thuật đạo, mảy may không dám có lười biếng. Hơn nữa đạt được sư tôn ân cần dạy bảo, nhưng bản thân vẫn không thể đột phá, cuối cùng được trời giúp mà bước vào thập giai thuật đạo. Sư tôn lại là thế hệ có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, trời sinh có cảm giác rất mạnh với thuật đạo. Hơn nữa đọc nhiều vạn cuốn sách cổ, tụ tập thành tựu cổ kim, có thành tựu hôm nay là nước chảy thành sông thiên chiếu tử gật đầu vuốt râu cười nói khó được ngươi có thể có kiến giải như vậy biết người biết trí tự biết bản thân hiểu rõ sở trường và sở đoàn của mình nhưng ba người chúng ta có thiếu hụt quá rõ ràng viên cao hàn tiếp tục nói lý vân tiêu thuật võ song tu có thành tựu lớn trên con đường võ đạo rất khó chiếu cố thuật đạo ta bị thiên phú và cơ duyên hạn chế có tâm vô lực viên cao hàn thở dài một hơi không hề lời nói thiên chiếu tử lại không buông tha hắn cười tủm tỉm hỏi còn vi sư thì sao viên cao hàn ôm quyền thở dài kho người nói đệ tử nói bừa mong rằng sư tôn thứ tội sư tôn có khuyết điểm bác mà không tinh thuật gì cũng muốn học thậm chí nghĩ nhiều cho nên hạn chế thành tựu của bản thân thiên chiếu tử nâng hắn lên nói ngươi nói không uổng làm gì thỉnh tội bác mà không tinh rất đúng bản thân ta cũng hiểu, nhưng khát nước ba ngày, thuật pháp ngàn vạn, cuối cùng khó ngăn cản hấp dẫn, khó kiềm chế không đi nghiên cứu. Thiên chiếu tử lại nói, ngươi chỉ nói ba người chúng ta, vậy đánh giá ngả thế nào? Viên cao hàn trong mắt tinh mang lập lòe, tỉnh táo nói ra, Ngà người này hoàn toàn là người sinh ra vì thuật đạo, ta thậm chí có cảm giác, hắn chính là hóa thân của thuật đạo trên thế gian, hắn đồng thời có cơ duyên, thiên phú, cố gắng, không thiếu cái gì sau khi ở thành viêm vũ không lâu chính thức bước vào thuật thần cảnh ta đứng cạnh hắn có cảm giác như đứng trước bức tường không thể vượt qua hắn nói có phần bi thương thần thái cô đơn xuất hiện trên mặt thiên chiếu tử thở dài nói có loại cảm giác này đâu chỉ có ngươi năm đó ta vừa gặp người này cũng có cảm khái như vậy sợ rằng lý vân tiêu cũng cảm thấy đây là trực giác nhạy cảm của luyện thuật sư sẽ không sai lĩnh vực thuật đạo của ta không dưới lý vân tiêu nhưng không có sự dũng cảm của hắn năm đó hắn động thân chiến một trận, ta tự thạnh không bằng. Viên Cao Hàn nói, Sư Tôn khi đó dùng đại cục làm trọng, dù sao năm đó Sư Tôn là một trong những người đứng đầu thuật luyện sư, nếu như thua sẽ ảnh hưởng quá lớn, Lý Vân Tiêu ứng chiến là lựa chọn tốt nhất. Thiên Chiếu Tử lắc đầu, mỉm cười nói, bị thanh danh làm mệt mỏi, bản thân cũng không phải thuật luyện sư thuần túy, có thể sinh ra cùng thời đại với ngả chính là chuyện rất vui vẻ và bi ai. Viên Cao Hàn cũng gật đầu, nói, Sư Tôn nói đúng, nếu không có hai người trước mặt, ta đời này không có bao nhiêu hứng thú với thuật đạo. Hai người nói chuyện với nhau, lúc này ngả dơ tay lên. Nhưng mà chấn động nhỏ này lại tác động ngàn vạn nhân tâm, mấy vạn ánh mắt đều nhìn hắn. Thiên Chiếu Tử và Viên Cao Hàn cũng dừng nói chuyện với nhau, đều nhìn không rời mắt. Thiên Chiếu Tử thì thào, Thật có thể luyện chế ra vật kia không? Ngả vươn tay điểm một cái, một tia sáng đủ màu sắc xuất hiện trên ngón tay của hắn ngón tay biến hóa dẫn tới bốn phía chấn động từng đám mây lớn hóa thành hào quang hà ánh mãn thiên không ít yêu tộc kinh hô lên đều kinh hô và hưng phấn không nhỏ đây là phụ khí tùy thân của ngả không có bất cứ hình thể nào hào quang sinh ra từ ngón tay từng tia khí tím bao phủ người ngả trực tiếp ngưng tụ thành một cái đỉnh màu tím cái đỉnh vừa xuất hiện lý vân tiêu có cảm giác ngất lịm chỉ cảm thấy người này cường đại hơn năm đó xảy ra chuyện gì đỉnh cũng có thể tăng thực lực, hay là ngả đã tế luyện nó rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu đầy hồ nghi. Tử đỉnh xuất hiện trên hư không, linh động 10 phần, không ngừng xoay tròn. Mỗi một cái chuyển động, ánh sáng tím mở rộng vài phần, trong phạm vi trăm trượng có hào quang tỏa ra, vô số phù văn cổ quái không ngừng quấn quanh tử đỉnh. Ngả nhẹ nhàng bay lên không trung, lướt qua tử đỉnh, dẫm lên ánh sáng và bấm niệm pháp quyết. Tinh thần lực ngưng tụ thành bạch quang, bắt đầu xuất hiện các loại tài liệu. Đó là. Không chỉ có Lý Vân Tiêu, tất cả mọi người đều thất kinh, lúc này có cảm giác mình nhìn lầm. Trời ạ, à, hắn không phải đang đùa chứ? Rốt cuộc ngả tiên sinh muốn luyện chế cái gì? Chẳng lẽ là cái bẫy? Đoán chừng là đặt bẫy, bọn họ lừa gạt tiền tài của chúng ta. Những người xem chung quanh nói với nhau. Sắc mặt Cố Thanh Thanh cũng đại biến, mặt không còn chút máu, thân ảnh của nàng xuất hiện bên cạnh Thiên Chiếu Tử, lạnh lùng nói: "Thiên Chiếu Tử đại nhân, ngươi đang đùa nghịch ta sao sắc khí hiện ra trong mắt cố thanh thanh ánh mắt của nàng dường như muốn xé thiên chiếu tử thành phấn vụn mấy người chung quanh cũng nhìn qua linh mục địch và ba vương khác xuất hiện ngăn ngăn cản cố thanh thanh sợ nàng làm ra chuyện xúc động gì đó thiên chiếu tử vẫn lạnh nhạt bình tĩnh nói ra an tâm một chút chớ vội đứng quấy giày ta xem cuộc chiến cố thanh thanh cắn răng tức giận nói an tâm một chút con em ngươi ngươi là đồ lừa đảo dám lừa gạt ta ta giết người. Cảm xúc của Cố Thanh Thanh bộc phát, nhớ tới tiền đặt cược của mình thì lạnh người, thầm nghĩ đồng quy vu tận với thiên chiếu tử. Nhưng khí thế của nàng còn chưa bộc phát, liền trực tiếp bị linh mục địch và ba vương khác ngăn chặn, không chỉ phong kín kinh mạch, ngay cả ngón tay cũng không thể chuyển động. Cố Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn qua đám người linh mục địch. Lam Nham chủ cười. Ha ha. Cố Thanh Thanh nghe tiếng cười này liền cảm thấy lạnh của người, sợ hãi sắp phát khóc. Ngả làm cái quỷ gì vậy? Ta không nhìn lầm chứ. Trên hư không, mấy phong hào võ đế tụ tập cùng nhau, thần thái hoài nghi. Bởi vì ngả đang chìm nổi trong hào quang, hắn đang luyện chế đều là vật tầm thường. Tuy trong đó cũng có không ít thiên tài địa bảo, nhưng càng nhiều hơn là tảng giá, cỏ dại, vỏ cây, con kiến, bộ ngựa, cá chép, đi, gối. Đinh Linh Nhi cũng sửng sốt, bởi vì đồ vật này là ngả bảo nàng đi thu thập, tuy có một ít thứ chân quý, nhưng trong đó đa số là thứ bình thường nhất. Hơn nữa những thứ khó hiểu càng ngày càng nhiều, còn có màn thầu, cái quốc, đầu heo. Sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng khó coi, hắn dùng thần thức suy tính, chí ít có hơn 10 vạn thứ, tuy hắn không rõ ngả muốn làm gì, nhưng với tính cách của ngả sẽ không cố lộng huyền hư. Hơn nữa cảm ứng 10 vạn đồ vật tiêu hao thần lực thật lớn, không chỉ phải khống chế tinh diệu, càng phải cảm ứng được biến hóa thật nhỏ của chúng. Một chiêu này đã là biểu tượng đỉnh phong tuyệt đối linh mục địch không nhịn được hỏi thiên chiếu tử đại nhân rốt cuộc ngả muốn làm gì sắc mặt thiên chiếu tử ngưng trọng cười hắc hắc nói mục địch đại nhân xem những tài liệu này nó sẽ cho ra cái gì linh mục địch nói những vật này đã không thể xưng là tài liệu bởi vì đa số là vật bình thường tiện tay là có được thiên chiếu tử gật đầu nói đúng vậy những vật này chúng ta gọi là vạn vật vạn vật thiên địa làm đỉnh vạn vật làm dược mấy người sững sờ dường như có chút xúc động lại không rõ mấu chốt ở đâu dường như có linh quang lóe lên trong đầu nhưng trôi qua tức thì làm cho mấy cường giả tạo hóa cảnh cũng buồn rầu không thôi dù sao linh mục địch cũng là thuật luyện sư đột nhiên cả kinh nói ngả muốn luyện hóa vạn vật diễn hóa thế giới trực tiếp luyện chế thánh khí sao thiên chiếu tử nhìn hắn nói tuy lý vân tiêu không có đạt được luyện phương thánh khí trong không gian bí tàng nhưng hắn năm đó cũng luyện chế ra á thành khí còn có ba mộc đại nhân phụ trợ cho hắn, muốn lần nữa luyện chế ra thánh khí cũng không phải không có khả năng. Nếu là như thế, ta không cho rằng ngả sẽ thắng. Cái gì? Lần này mọi người biến sắc, tâm tình xem náo nhiệt giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ còn có tồn tại cao hơn thánh khí? Lý mang sơn kinh hô. Chuyện này quá khó hiểu đấy. Thiên chiếu tử híp mắt, cười nói. Ta còn chưa hiểu đấy, nhưng mà lão hủ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, sách cổ trong thánh vực có một quyển sách có ghi lại. Lúc ấy cảm thấy nó là lời nói vô căn cứ, lại không nghĩ có ngày thật sự xuất hiện trước mặt. Mặc dù là hiện tại ta cũng cảm thấy hoảng hốt. Mạch thiếu kiên nhẫn, buồn bực nói. Càng nói càng mơ hồ, ngả đại nhân muốn luyện chế thứ gì. Kính xin thiên chiếu tử đại nhân nói rõ, ta thay sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng xanh, dường như ý thức được gì đó. Mấy người đều nhìn lên trời, sắc mặt Lý Vân Tiêu đúng là xanh hơn cả mướp. Thủy Tiên tức giận nói. Đừng vội cố lộng huyền hư, lão già khọm này biết cái gì. Sắc mặt vân tiêu ca ca như vậy là do hào quang của tử đỉnh phản chiếu đấy, cho nên mới xanh như thế, mắt các ngươi mù sao. Thiên chiếu tử, chấm chấm chấm. Trên trận tháp, Lý Vân Tiêu vẫn không động, hắn nhìn thẳng vào ngả, dường như nghĩ đến cái gì, cắn răng nói. Luyện hóa vạn vật sao? Thực thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Nhưng luyện hóa vạn vật và trùng kiến thế giới, chế tạo thanh khí mà thôi, không nói có thành công hay không, mặc dù thành công, cũng chưa chắc có thể thắng ta. Đột nhiên hắn hành động, Sơn Hà Đỉnh bay ra khỏi cơ thể. Trên đỉnh tỏa ra hào quang màu trắng, tự thành thế giới, lĩnh vực hà ánh mãn thiên tỏa sáng, phân bầu trời thành hai nửa. Thủy Tiên hưng phấn, khua tay nói. Vân Tiêu đại ca ra tay, tất thắng. Lý Vân Tiêu đứng trước Sơn Hà Đỉnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn tiến vào trạng thái bản thân dung nhập vào đỉnh. Một lát sau, hắn tiến vào trạng thái cực tĩnh, hắn quên đi ngả, trước mắt chỉ có Sơn Hà Đỉnh. Kiếm đến. Lý Vân Tiêu quát một tiếng, trời cao có hàn quang lóe lên, lúc này kiếm thương chảm hồng xuất hiện trên đỉnh. Sau đó hắn lại quát. Kiếm đến. Lại có hàn quang phá không bay xuống, kiếm khí lăng lệ xuất hiện trên bầu trời. Lãnh kiếm băng xương xuất hiện trên Sơn Hà Đỉnh. Kiếm đến. Lý Vân Tiêu lại quát lớn, hào quang vạn trượng lóe sáng, lúc này một đám thủy ngân lớn như quả dưa hấu xuất hiện hào quang trói mắt tỏa ra giống như một dấu ngấn trên bầu trời hàm kiếm quang thiên chiếu tử kinh hô một tiếng nói không ngờ bị hắn luyện hóa viên cao hàn cũng cả kinh nói hắn sẽ không phải muốn tam kiếm hợp nhất chứ có giả bộ hồ đồ hay không cố thanh thanh lúc này ổn định cảm xúc tam vương cũng buông giam cầm nàng cười nói ha ha tuy ta không hiểu nhiều nhưng còn chưa bắt đầu đã thua rồi. Thiên chiếu tử nói, nếu hắn thật có thể tam kiếm hợp nhất, ngược lại chưa chắc sẽ thua, chỉ là điều có thể sao? Bản thân lãnh kiếm băng xương đã là thánh khí, kiếm thương trảm hồng và hàm kiếm quang cách thánh khí không xa, nhưng đây chỉ là hạ sách. Lần này Lý Vân Tiêu suy nghĩ hảo huyền rồi, hừ, Cố Thanh Thanh đắc ý nói, rõ ràng hắn bị buộc lâm vào tuyệt lộ, đến bước đường cùng nên mới dùng hạ sách này. Tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn